chào quý vị và các bạn. Những dải mây tiếp tục phát triển nên dự báo trong 24 giờ tới, tại các tỉnh thành miền Bắc thì mưa dông sẽ còn xảy ra, nên nhiệt độ trong ngày phổ biến dưới 33 độ, tiết trời khá là dịu mát. Tuy nhiên, do mưa nhiều tại khu vực vùng núi phía Bắc, nên bà con nơi đây cần hết sức đề phòng với khả năng sạt lở đất gây nguy hiểm. Thời tiết ngày cuối tuần không thuận lợi cho việc lưu thông và các hoạt động ngoài trời của du khách. Tại các tỉnh thành miền Trung, thời tiết đã bớt gay gắt hơn khi mà nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực giảm và phổ biến dưới 35 độ. Tại khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Còn từ Đà Nẵng trở vào thì thời tiết duy trì mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng. Riêng phần cực nam của Trung Bộ, bao gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, mưa dông xảy ra nhiều hơn vào thời điểm chiều tối và đêm. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 24 giờ tới thì mưa dông sẽ tăng lên. Nguyên nhân là do giải hội tụ gió giúp cho trường gió Tây Nam hoạt động mạnh. Nhìn chung thì các cơn mưa vẫn dồn chính về chiều và đêm. Tuy nhiên, một vài địa phương thuộc khu vực miền Tây thì mưa đến sớm hơn từ trưa. Người dân cần chú ý hơn với một vài hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra như là dông sét, gió giật mạnh và thậm chí là những cơn lốc xoáy, nhất là ở khu vực dân cư ven sông hay nhà cửa tạm bợ. Do có mưa nhiều nên thời tiết mát mẻ, Nam Bộ mức nhiệt trong ngày sẽ không vượt quá là 33 độ, còn ở Tây Nguyên thì nhiệt độ duy trì dưới 31 độ. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các điểm du lịch trong đất liền và hải đảo. Tại các điểm du lịch ở vùng núi Tây Bắc, mưa rào và dông vẫn còn xuất hiện ở một số nơi như tại thành phố Tam Đảo hay là Điện Biên. Còn tại Sapa thì trời hầu như không mưa, nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức từ 18 cho đến 25 độ. Sang đến các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ, nơi đây duy trì kiểu thời tiết nắng mưa xen kẽ và chưa thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Tại Hà Giang, Vịnh Hạ Long và cả thành phố Cảng Hải Phòng thì trời vẫn còn có mưa, nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 31 cho đến 32 độ, còn ban đêm nhiệt độ thấp nhất duy trì quanh mức từ 26 cho đến 27 độ. Xuôi xuống các điểm du lịch ở Bắc Trung Bộ như là Sầm Sơn, Phong Nha - Kẻ Bàng hay thành phố Huế, trời hầu như không mưa, ngày nắng như không nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 32 cho đến 34 độ và thấp nhất về đêm từ 26 đến 27 độ. Tiếp tục đi về phía Nam đến với khu vực Trung Trung Bộ. Tại đây, thời tiết duy trì mây thay đổi, có mưa rào ở vài nơi, ban ngày trời nắng. Tại Đà Nẵng và Hội An, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 26 độ, còn cao nhất duy trì quanh mức là từ 34 cho đến 35 độ. Tại Bà Nà thì nhiệt độ thấp hơn, ở mức từ 22 cho đến 31 độ. Thưa quý vị, đến với Đà Nẵng, chọn cho mình một địa điểm vui chơi cuối tuần hấp dẫn quả là không quá khó. Đô thị kiểu mẫu này không chỉ sở hữu những nét hiền hòa của sông núi hữu tình mà còn xen lẫn cả nét hiện đại. Trong tiết trời tạnh ráo với nền nhiệt độ không cao như hiện nay sẽ là điều kiện thuận lợi để quý vị dạo chơi Đà Nẵng. Nếu thích lặn ngắm san hô thì quý vị có thể tìm đến với Gành Bàng. Đây là một địa điểm rất thú vị cho những người trẻ tuổi và có chút máu mạo hiểm và cho những người mê khám phá, cảm giác được tận mắt chiêm ngưỡng thế giới thủy cung rực rỡ toàn san hô và các loài thủy ngư thật khó có gì có thể sánh được. Với những ai yêu thích du lịch vượt thác thì quý vị có thể đến với khu du lịch Hòa Phú Thành. Nơi đây có sông và suối chảy qua với chiều dài trên 3 km, len lỏi qua những đỉnh đồi dưới bóng cây xanh mát. Thật thú vị khi được chèo thuyền phao thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng hùng vĩ, hoang sơ và tận hưởng không khí trong lành ở nơi đây. Ra đến các khu du lịch miền Nam Trung Bộ, nơi đây do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió khiến cho những dải mây dông liên tục phát triển và gây mưa. Vùng biển ngoài khơi thì sóng gió mạnh nên tàu thuyền hoạt động cần lưu ý. Tại Nha Trang, Mũi Né và tại Vũng Tàu, ngày nắng, chiều tối có mưa rào, nhiệt độ trong ngày ở vào khoảng 25 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên còn duy trì mưa dông về chiều, ban ngày trời nắng gián đoạn. Tại Pleiku và Buôn Ma Thuột nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 22 độ và cao nhất dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Còn tại Đà Lạt nhiệt độ vẫn giữ ở mức từ 17 đến 24 độ. Tiết trời khá dễ chịu ở khu vực Nam Bộ, tuy nhiên thì mây còn phát triển, gây ra mưa về chiều, ban ngày trời nắng, các hoạt động du lịch ngoài trời vẫn chỉ nên diễn ra vào ban ngày. Tại Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và cả U Minh, nhiệt độ trong ngày dao động quanh mức từ 26 cho đến 32 độ. Trên khu vực vùng biển phía Nam thì các hoạt động du lịch biển không thuận lợi do xuất hiện những đợt sóng cao, gió giật và thời tiết xấu. Tại Côn Đảo và Phú Quốc thì trời vẫn còn có mưa dông, nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức là từ 24 cho đến 30 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!